Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Trần Quốc Hùng, sinh năm 1975, ngụ phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, về tội mua bán trái phép chất ma túy và trốn lệnh truy nã. Khám xét nơi ở của Hùng, công an đã thu giữ một bịch ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng với 40 viên đạn, 3 điện thoại di động, 3 cân tiểu ly và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Hùng thừa nhận bịch ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp được mua từ thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng và chia nhỏ ra bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Hùng có 2 tiền án về buôn bán ma túy trái phép và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá truy nã về tội danh trên, nhưng vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục ngựa quen đường cũ. Hai đứa sẽ bỏ. Đi chung ngồi sau ở.